Xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Saravip. Thì hôm nay trước mặt các anh chị đây là em đang lên một mẫu xe California 800cc có thương hiệu đến từ Mỹ. Đấy, mẫu xe này thì model của mới nhất của nó là phiên bản 2022, là model của nó đây. Đấy. Và em sẽ quay tổng thể của xe, đây là tổng thể của xe. Tổng thể của xe đấy. Đấy, trước mặt các anh chị là một mẫu xe California này, các anh chị có thể nhìn vào cái tên thương hiệu nó đang phản quang lại này. Đấy, nó đang phản quang lại buổi tối, các anh chị đi buổi tối nó sẽ phản quang lại này. Đấy, đây là tổng thể của xe nha các anh chị nhá. Thì các anh chị cùng em đi sâu vào tìm hiểu của cái khung sườn của xe và bộ chuyển động của xe nhá. Thì đầu tiên em muốn nói đến là cái bộ khung sườn của xe. Bộ khung sườn này của xe đang được trang bị là khung sườn hợp kim nhôm không mối hàn. Khung nhôm không mối hàn này. Và màu này đang có là màu trắng đỏ nha các anh chị nhá. Màu trắng đỏ đây. Đầu tiên thì em muốn nói đến là cái nước sơn của chiếc xe này làm rất là bóng. Thứ nhất là bóng mịn, thứ hai là nước sơn rất là dày. Đấy. Và nhìn rất là đẹp, nó cũng nước sơn này em đánh giá là rất là tốt. Đấy, nước sơn của xe. Phần thứ hai đó chính là khung của xe. Khung của xe đang được trang bị là khung nhôm 6061. Khung nhôm 6061 đấy. Phần thứ ba đó là tại sao chiếc xe này là khung nhôm lại không có mối hàn, nó lại giống cái khung carbon đến thế. Thì khi cái nhà sản xuất ra mẫu xe này, người ta đã mài mòn những cái mối hàn của xe và phủ dày sơn lên. Đấy. Cái thứ nhất là mài mòn cái mối hàn này, rồi nhà sản xuất phủ rất là dày sơn lên. Đấy, cho nên là các anh chị lưu ý cho em là cái nước sơn này rất là tốt và phủ lớp sơn rất là dày nha các anh chị nhá. Đấy. Tiếp theo đến là cái dây phanh và dây đề này. Em muốn nói đến là được đi dây âm sườn hết 100% này. Dấu âm sườn này nhìn rất là gọn gàng luôn ạ. Đấy. Tiếp theo là ghi đông. Ghi đông của xe là ghi đông thẳng này. Đấy, ghi đông thẳng này. Bút tăng thì được thiết kế model bản 2022 này, nó sẽ gù này, gù và rất là cứng và rất là chắc chắn này. Các anh chị có thể thấy cho em đây là bút tăng. Bút tăng này của hãng California luôn ạ. Đấy, có tên thương hiệu luôn các anh chị nhá. Đấy là bút tăng. Còn ghi đông ạ. Ghi đông cũng được trang bị là ghi đông nhôm ạ. Và trên ghi đông có một cái tay nắm cao su này. Rất là mềm luôn các anh chị nhá. Đây là tay nắm ạ. Ngoài ra thì chiếc xe này đang được chạy 3 đĩa này, 3 đĩa 9 níp. Đấy, tay đề bấm của Eltura A5 các anh chị nhá. A5 là cấu hình cao nhất rồi đấy. Cao hơn cả A3 này. Đây là Eltura A5 này, tay đề bấm này, đây là tay đề ạ. Còn trên ghi đông này được trang bị cả một cặp phanh trước và sau, đó chính là trang bị phanh dầu nha các anh chị nhá. Đây, các phanh dầu này bóp rất là nhẹ luôn ạ, rất là nhẹ. Đây là phanh dầu trước và sau ạ, nó có cả phản quang trước và trước đấy. Và tiếp theo thì em muốn nói đến là cái phuộc của xe này. Phuộc của xe thì là được trang bị là phuộc lò xo nha các anh chị nhá. Nó có khóa hành trình mở nhanh, khi các anh chị đi đường trường đường đẹp thì anh chị khóa vào để cho nó cứng cái phuộc này, nó không nhún nữa. Và ngoài ra các anh chị đi địa hình thì anh chị có thể mở nó ra này để hành trình phuộc nhún của nó này. Đấy, đấy là phuộc của xe này. Tiếp theo em muốn nói đến đó chính là lốp. Lốp này thì bánh xe này thì đang được trang bị là bánh 27.5 nhân 2.10 2.10. Đấy, bản lốp này được trang bị của lốp trao răng các anh chị nhá. Bản lốp của trao răng này thiết kế rất là thể thao này, nửa đen nửa vàng này, rất thể thao. Và em muốn nói đến tiếp theo đó chính là cái vành xe. Đây là vành xe các anh chị nhá. Vành xe này thì được trang bị là vành hợp kim nhôm hai lớp các anh chị nhá, vành kép đấy. Nó không giống như những cái vành phổ thông ngày xưa toàn là vành đơn đâu ạ, nên là rất là chắc chắn cái vành hợp kim nhôm hai thép này. Và căm được trang bị là căm tròn nhé, căm tròn siêu chớn này. Và đây là phanh của chiếc xe, là phanh đĩa dầu này. Và kia là củ dầu, củ phanh dầu của xe cho anh chị nhá. Đấy, củ phanh này. Và đây là đĩa này. Mai ư này thì đang được trang bị là mai ư chạy bi bạc đạn các anh chị nhá. Đấy, chạy bi bạc đạn này. Mai ư nhôm ạ. Mai ư của chiếc hãng xe này làm rất là to luôn, rất là khỏe luôn ạ.
Và tiếp theo em muốn nói đến đó chính là cái bộ chuyển động của xe này. Bộ chuyển động của xe này thì đang được chạy đùi đĩa này, đùi đĩa 3 tầng. Đùi đĩa 3 tầng rất là nhìn rất là đẹp này. Màu đen xì luôn. Đùi đĩa 3 tầng và gạt đề, em muốn nói đến là gạt đề của Shimano các anh chị nhá. Shimano đời Antut các anh chị nhá. Đây là gạt đề Shimano đời Antut ạ. Và chuyển động sau này. Chuyển động sau thì em muốn nói đến là cù đề. Cù đề này là cù đề được cũng được trang bị là Shimano Antut các anh chị nhá. Đời Antut này. Lip thì được trang bị là lip thả 9 tầng nhá các anh chị nhá. Đây lip thả này. Lip thả 9 tầng này. Lip màu trắng này. Lip thả này. Về tổng thể của xe đây nữa. Và còn cái cọc yên này. Cọc yên thì đang được trang bị là cọc yên nhôm và có khóa mở hành trình nâng cao thấp các anh chị điều chỉnh theo cái chiều cao của mình ạ. Và bidan cũng được trang bị là bidan nhôm các anh chị nhá. Bidan nhôm này, bàn đạp đấy. Yên xe thì được model này đang được thiết kế là yên xe mềm và nó không được to nhưng mà nó bé nhưng nó rất là thể thao và có rãnh thoát khí nha các anh chị nhá. Đây là yên xe có rãnh thoát khí này. Em sẽ quay lại tổng thể một lần nữa cho các chị xem mẫu California 800cc này. Và các chị bỏ tiền ra là đổi lại được những cái gì? Đổi lại được rất nhiều những cái cấu hình cao trên cái mẫu xe 800cc này. Thì hiện tại model mới nhất này thì đang có, bên em đang có màu này và màu xanh. Đấy, màu trắng và màu đen xanh. Đấy, các anh chị có thể muốn sở hữu chiếc xe này thì anh chị có thể tìm hiểu qua xe đạp 88.vn hoặc anh chị có thể liên hệ tới số hotline 0964005166 hoặc 0936307317 để bên em tư vấn thêm về mẫu xe này ạ. Và ngoài ra thì bên em vẫn có đăng chương trình khuyến mãi và chương trình tặng thêm phụ kiện của xe, giá nước, bình nước, chuông và chắn bùn ạ. Là nếu anh chị nào mà quan tâm đến sản phẩm chất lượng của xe như mẫu xe này thì anh chị có thể liên hệ đến bên em ạ. Em sẽ quay tổng thể lại một lần nữa cho các anh chị xem nhé. Nhìn rất là thể thao và nam tính cho mẫu xe này. Rồi em cảm ơn các anh chị đã xem cái video này của em ạ.